Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với những tin tức nóng nhất về tình hình an ninh trật tự, các vụ án, vấn đề pháp luật, trật tự xã hội, công an đang được dư luận quan tâm. Bản tin của chúng tôi sẽ được cập nhật liên tục 24 giờ, mong quý vị hãy dành thời gian theo dõi. Sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức nóng nhất. Tạm giữ hình sự người không chấp hành khai báo y tế còn đạp cán bộ chốt kiểm soát. Cách xử lý khéo léo của công an với người đàn ông luống tuổi vi phạm giãn cách hút gần 3 triệu lượt xem. Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát giao thông phát hiện nhiều giấy xác nhận giả, giấy đi đường vô thời hạn. Hai người đi bộ được 500m trong thời gian giãn cách thì gặp công an. Nam thanh niên uống rượu rồi đánh cán bộ ở chốt kiểm dịch. Tạm giữ hình sự người không chấp hành khai báo y tế còn đạp cán bộ chốt kiểm soát. Dù chưa hoàn thành khai báo y tế và nêu được lý do chính đáng để qua chốt kiểm soát, Vũ Nhật Tân vẫn có ý định đi qua. Khi bị ngăn lại thì chống đối thách thức đạp vào người một cán bộ chốt kiểm soát. Trước đó, công an thành phố Long Khánh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Nhật Tân, 38 tuổi, ngụ phường Xuân Tân thành phố Long Khánh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ tại một chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 7, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 do công an xã Bình Lộc triển khai đặt tại cầu Bình Lộc Khu phố Suối Trồn, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh có Vũ Nhật Tân điều khiển xe máy chở Nguyễn Tiến Duy, 21 tuổi, ngụ cùng phường, lưu thông trên đường Lê A, theo hướng từ quốc lộ 1 đi vào. Lực lượng tại chốt đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tân và Duy đã dừng xe và khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên, Tân chưa nêu được lý do chính đáng đi vào xã Bình Lộc và cũng chưa hoàn thành việc khai báo y tế, nhưng lại lấy xe với ý định tiếp tục di chuyển. <laughs> Ủa tôi khai báo là tôi có quyền đi nha Ở xã khác tới Anh có gì cản tôi Anh ở xã khác tới Anh phải có giấy xét nghiệm Nhưng mà tôi hỏi anh làm cái gì cản tôi Tôi đang là Quyết định đâu đi. Công văn đâu Bây giờ anh Lâu. cứu đèn gần đây Lúc này tổ công tác yêu cầu Tân quay trở lại khu vực khai báo y tế để xác minh, làm rõ lý do đi vào xã Bình Lộc thì Tân có thái độ thách thức chống đối và không chấp hành, liên tục chửi bới lăng mạ lực lượng chức năng. Ngoài ra Tân còn gỡ khẩu trang để nói chuyện. Khi một cán bộ trong tổ công tác ra chặn lại thì tân điều khiển xe lao thẳng vào nhưng không xảy ra va chạm. Anh kéo ổ trang lên đi nha, anh kéo ổ trang lên nha. Anh làm cái gì anh kêu tôi kéo? Tôi là kiểm soát dịch ở đây, được chưa? Ở đây ai đứng chốt này? Tôi đứng chốt ở đây, tôi là tổ trưởng tổ kiểm dịch đây. Đâu? Biết ở đâu? Tôi không từng xuất trình cho anh coi kiểm tra nha, còn không thì anh cứ xuống xe tôi sẽ xuất trình cho anh coi công an tập thì bị lo anh chửi lá, ai, anh chửi anh ai? Tôi, tôi chửi ông á à? chửi anh đúng không Thôi anh. mày làm gì tao quýnh đi anh lại gì tôi phải quýnh anh tôi có làm gì anh đâu rồi sao nữa tôi chỉ kêu anh hợp tác làm việc ủa thôi. tao khai báo rồi bốc, báo ở đây. Không, rồi mày làm gì đó làm gì anh làm gì anh cứ kéo khẩu trang lên đi tao khai báo rồi mày đưa đi không bây giờ anh không đầy đủ giấy tờ giấy tờ gì gì lớn vậy? Theo công an, thành phố Long Khánh, sau đó Tân tiếp tục thách thức, chửi bới và đạp vào vùng đùi của một cán bộ ở chốt kiểm soát. Tân đã bị khống chế bắt giữ, đưa về trụ sở công an xã Bình Lộc để làm rõ. Qua test nhanh, công an xã Bình Lộc phát hiện Tân có sử dụng trái phép chất cấm. Cách xử lý khéo léo của công an với người đàn ông luống tuổi vi phạm giãn cách hút gần 3 triệu lượt xem. Chẳng là trong khi tuần tra, hai anh công an chạm mặt một người đàn ông luống tuổi đạp xe ra đường có lẽ là để tập thể dục. Anh công an dặn đồng nghiệp ngồi sau quay phim lại làm bằng chứng, rồi ra hiệu lệnh để ông chú nha, đạp xe tấp vào lề. Và xử lý những người ra ngoài trong trường hợp không cần thiết. Dạ, tôi đi mua. Chú đi tập thể dục chú à, chú đừng ra ngoài trong trường hợp không cần thiết nữa, dùm tụi con. Ha. Dạ, cảm ơn. À. Ngày mai ở đây con ghi hình rồi, ngày mai con dẫn dập chú đạp xe con sẽ lập bản phạt 2 triệu. Dạ, dạ. Ngày mai chú khỏi giải thích nữa. Bữa nay thấy chú cũng lớn tuổi rồi, đỡ quay phim ghi hình lại. Ngày mai con mà gặp chú đạp xe đạp nữa, thì con lập bản xử lý. Người đàn ông đạp xe dối dít cảm ơn rồi vội vã đạp xe đi khuất. Video này đã thu hút gần 3 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên nền tảng TikTok. Sau đó nó đã được chia sẻ lại trên nền tảng mạng xã hội khác. Mặc dù là clip cũ, tình huống xuất hiện ở Cần Thơ cách đây 3 tuần, nhưng cách trò chuyện lễ độ, linh hoạt của anh công an vẫn nhận được sự chia sẻ mạnh mẽ. Những ngày dịch bệnh, ai cũng trở nên nhạy cảm, dễ cáu giận hơn. Những màn đối đáp ngay ngắn của anh công an có lẽ đã thổi luồng gió tích cực cho cộng đồng mạng. Tuy nhiên, Việc anh tha bổng cho ông chú đạp xe tập thể dục không phải là để cổ suý cho ai đó cố tình vi phạm rồi nói không biết mà vẫn có răn đe, giải thích rõ ràng về hình phạt. Quan trọng hơn cả, điều đó khiến cho người vi phạm tâm phục, khẩu phục. Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen dành cho anh công an ở thành phố Cần Thơ. Hình ảnh người cán bộ đích thực là đây, giải thích cận kẽ cho người dân hiểu rõ, nhắc nhở rất thiện cảm. Cách anh nói chuyện với dân quá tuyệt vời, chưa nói đến thấu tình đạt lý, nhưng thái độ của anh công an đã đủ thuyết phục lắm rồi. Làm công tác dân vận phải như anh thì sẽ có được trái tim của nhân dân. Lần đầu nói chưa biết có thể bỏ qua, nhưng lần sau vi phạm là hết biện hộ lý do. Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát giao thông phát hiện nhiều giấy xác nhận giả, giấy đi đường vô thời hạn. Công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều giấy tờ xác nhận giả, giấy đi đường không có thời hạn do người dân xuất trình khi đi qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ vụ một tài xế sử dụng giấy tờ giả để đi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Bên cạnh đó, công an cũng tạm giữ một ô tô cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ việc. Mới đây tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Phan Đăng Lưu, tổ công tác đã kiểm tra tài xế S, lái xe ô tô biển số tỉnh Kiên Giang. S xuất trình giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của công ty có trụ sở ở quận Bình Tân. Cùng với bản photo giấy đăng ký xe ô tô và biên bản vi phạm hành chính của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vào cuối tháng 7 năm 2021. Ngoài ra S còn để một tấm bảng ra vào cơ quan của ban chỉ huy đóng quân cạnh phòng sân bay Tân Sơn Nhất trên kính xe, có biểu hiện khả nghi nên công an trực chốt đã bàn giao công an phường xác minh làm việc với công an S khai lái xe của cha vợ chở khách tự do để dễ dàng đón chở khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, S đã làm giả một bảng giấy ra vào của ban chỉ huy đóng quân canh phòng sân bay Tân Sơn Nhất trên. S còn khai giấy xác nhận đi lại thì được một người bạn cho, giấy được đóng mộc ký sẵn, S về nhà tự điền thông tin vào. S cho biết mình dùng giấy để chở khách kiếm tiền. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, hai người đàn ông ở Đà Nẵng đi bộ ra khỏi nhà được khoảng 500 mét thì gặp công an và bị lập biên bản vì ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Cụ thể, vào dạng sáng ngày 17 tháng 8, Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuần tra thì phát hiện hai nam thanh niên đang đi bộ trên đường ông Ích Khiêm. Qua kiểm tra, hai người này cho biết họ thuê nhà trong phú gia Compound để thi công công trình tại Bixi, nhưng do dịch nên nghỉ. Hai người đi bộ đến nơi giao nhau với đường Lê Duẩn, cách nhà 500m thì bị công an phát hiện. Hai người này ra đường với lý do không chính đáng, không chấp hành đúng quyết định 2788 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ai ở đâu thì ở đó, không ra khỏi nhà. Ngoài ra hai người đàn ông này còn đưa ra giấy đi chợ mang tên người khác và cho biết mình đang trên đường đi mua thức ăn. Tuy nhiên gần nơi cư trú vẫn còn có hàng tạp hóa vẫn bán, đồng thời theo quy định nếu cần mua gì thì gọi điện tổ cộng đồng của phường để nhờ mua giúp. Công an phường Tân Chính đã lập biên bản đối với hai người này về vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Đồng thời, công an đã đề xuất cấp trên xử phạt hành vi vi phạm trên ở mức mỗi người 7,5 triệu đồng. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Ngày 17 tháng 8, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Phi Nhân, 31 tuổi, ở xã Bình Phước, huyện Mang Thít, điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cảnh sát vào chiều ngày 13 tháng 8, nhân chạy xe máy từ nhà đến chốt kiểm soát dịch ở xã Long An. Lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra, yêu cầu thanh niên này quay lại. Nhân bất ngờ lớn tiếng chửi bới, sau đó lao vào đánh lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch. Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế thanh niên này và bàn giao cho cảnh sát. Tại trụ sở công an, nhân thừa nhận trước đó đã uống rượu một mình tại nhà, sau đó anh ta lấy xe máy chạy ra đường nhưng không qua được chốt kiểm dịch nên bực tức chửi bới và lao vào đánh lực lượng làm nhiệm vụ cho người đi nhờ từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam, tài xế có thể bị phạt 10 triệu đồng. Theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra y tế Bình D, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện Đặng Xuân Nam, lái xe ô tô tải biển kiểm soát 43H 01096 di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Theo đó, nam tài xế ngoài việc chở hàng hóa còn chở theo Nguyễn Duy Tân, sinh năm 1987 là người đi nhờ xe về Quảng Nam. Theo lộ trình, xe có dừng đỗ ở thành phố Quảng Ngãi để giao hàng. Phát hiện lái xe có hành vi vi phạm quy định về việc chở người trái phép từ vùng dịch về địa phương, nên Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng ngân gốm Đà Nẵng, hai nam thanh niên ra đường không có lý do, bị đề xuất phạt 15 triệu đồng. Xử lý người đàn ông tự ý rời vùng cách ly còn lái xuồng mang đồ cho vợ. Người thân òa khóc nức nở trong giây phút đón nhận cho cốt của nam thanh niên bị sát hại ở Nhật. Bắt các đối tượng phá hoại công trình an ninh quốc gia. Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với công an Thanh Hóa bắt giữ đối tượng ngân gốm, di lý đối tượng về Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lâm Hà Nội và Công an thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Đỗ Thị Kim Ngân, còn gọi là Ngân Gốm, sinh năm 1985, trú tại Bát Tràng, Gia Lâm Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội và công an huyện Gia Lâm nhận được nhiều đơn thư của người dân tố cáo Đỗ Thị Kim Ngân sử dụng tài khoản Facebook ngân gốm thực hiện chiếm đoạt tài sản thông qua việc đăng bán các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử và nhiều mặt hàng khác. Số tiền ngân gốm chiếm đoạt của các bị hại từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Một bị hại có đơn trình báo là chị Dung ở Hà Nội. Ngày 16 tháng 8, chị Dung làm đơn tố giác ngân gốm chiếm đoạt tài sản của chị qua việc mua đồ gia dụng Cụ thể, vào chiều ngày 12 tháng 8, chị Dung thấy trang Facebook Ngân Gốm đang bán nhiều mặt hàng đồ gia dụng có xuất xứ từ nước ngoài với giá rất rẻ, nên đã nhắn tin hỏi giá mua một số mặt hàng. Sau khi thỏa thuận, chị Dung quyết định mua một số đồ gia dụng với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng. Đối tượng nhắn tin yêu cầu chị Dung chuyển tiền trước rồi sẽ chuyển hàng cho chị sau. Do tin tưởng, chị Dung đã chuyển khoảng 43,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng mang tên Đỗ Thị Kim Ngân theo yêu cầu của đối tượng sau khi chuyển tiền chị dung liên lạc điện thoại với ngân để hỏi về thời gian vận chuyển hàng thì thấy số điện thoại này đã tắt máy chị dung tiếp tục nhắn tin yêu cầu ngân chuyển hàng đã đặt mua nhưng ngân đã chặn liên lạc quá trình điều tra xác minh phòng cảnh sát hình sự và công an huyện gia lâm bước đầu làm rõ nghi phạm chiếm đoạt tài sản là đỗ thị kim ngân sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ngân đã bỏ trốn vào thanh hóa và thuê trọ tại khu vực phường lam sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa Ngày 16 tháng 8, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an huyện Gia Lâm Hà Nội và công an thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Ngân. Đối tượng sau đó bị di lý từ Thanh Hóa về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu Ngân khai nhận năm 2018, Ngân lập trang mạng xã hội Facebook có tên là Ngân Gốm với mục đích sử dụng để đăng tải hình ảnh quảng cáo, giao bán các sản phẩm đồ gốm, đồ gia dụng, đồ điện tử, thu hút người mua. Thực tế, Ngân không có hoạt động mua bán các loại sản phẩm hàng hóa như đã đăng trên Facebook mà chỉ tìm kiếm lưu trữ những hình ảnh này trên mạng để giao bán ảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi có khách hàng nhắn tin hỏi mua, Ngân yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên mình để chiếm đoạt. Nếu người mua cố gắng liên lạc, Ngân chặn liên lạc điện thoại và Facebook của nạn nhân. Hiện phòng cảnh sát hình sự đang phối hợp với công an huyện Gia Lâm để điều tra mở rộng vụ án. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, về vụ việc hai thanh niên tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng, viện cớ đi thăm tàu cá để ra đường, bị lực lượng tuần tra phát hiện, đã khai báo không đúng sự thật. Hai thanh niên này bị đề xuất mức xử phạt là 15 triệu đồng. Cụ thể, trưa 17 tháng 8, Tổ tuần tra công an phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, phát hiện hai thanh niên đi lang thang trên đường Kỳ Đồng nên dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Lúc này, hai thanh niên viện cớ mình sợ tàu chìm nên ra đường đi thăm tàu nhằm chứng minh việc mình ra đường vào thời điểm này là chính đáng. Tuy nhiên, sau khi xác minh, hai thanh niên này là NVT, 27 tuổi và DVP, 24 tuổi, cùng ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, không phải đang trên đường ra khu vực tàu neo đậu. Đặc biệt, tổ công tác phát hiện cả hai đều dương tính với chất cấm. Tại trụ sở công an phường, lực lượng chức năng lập biên bản đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng mỗi trường hợp về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Đồng thời, công an phường ra quyết định xử phạt NVT thêm 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất cấm, đưa DVP đi cai nghiện trước đó vì có hành vi sử dụng trái phép chất cấm. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ra quyết định 2788 về việc thực hiện ai ở đâu thì ở đó. Theo quyết định này, từ 8 giờ ngày 16 tháng 8 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8, toàn thành phố sẽ cấm tất cả người dân ra đường trừ các trường hợp thật sự cấp bách. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Theo quý vị thông tin về vụ việc, người đàn ông rời khỏi khu vực cách ly y tế, sau đó hai lần quay lại nơi này để đưa đồ cho vợ. Cơ quan chức năng đã xử phạt và đưa người này đi cách ly. Cụ thể, Công an thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã lập biên bản vi phạm đối với ông HTG, chú ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, về hành vi trốn khỏi khu vực đang thực hiện cách ly y tế. Theo biên bản vụ việc, HTG đang ở nhà bên vợ là LTT tại ấp Phú Tân, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị. Ấp Phú Tân là khu vực đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế. Đến ngày 13 tháng 8, HTG đã về nhà tại ấp 1, thị trấn Phú Lộc. Trong thời gian cách ly, ông G có hai lần mang đồ về cho vợ tại ấp Phú Tân thông qua đường thủy bằng xuồng ba lá. Thời gian còn lại ông G ở nhà chỉ tiếp xúc với một số người thân trong gia đình. Qua tin báo của người dân, công an thị trấn Phú Lộc đã tiếp nhận thông tin thực hiện các thủ tục xử lý hành vi vi phạm của ông G về phòng chống dịch bệnh COVID-19, lập biên bản đưa người này vào khu vực cách ly tập trung theo quy định. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, mới đây một hành trình dài 1.400 km từ sân bay Cam Danh, Nha Trang, Khánh Hòa về Hải Phòng. TA, nam thanh niên bị sát hại ở Nhật Bản, đã được trở về trong vòng tay cha mẹ. Trong khoảnh khắc đón TA về nhà, nhiều người thân không nén nổi nước mắt mà bật khóc nước nở. Vụ việc nam thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật Bản đã khiến cho nhiều người xót xa. Sau hai tuần gặp nạn, vào chiều ngày 15 tháng 8, cho cốt của TA, 22 tuổi quê Hải Phòng, đã được đưa đến sân bay để về nước. Chuyến bay mang số hiệu QH9413 cất cánh lúc 17 giờ, khởi hành từ sân bay quốc tế Narita và hạ cánh vào tối 15 tháng 8 tại Nha Trang. Ngoài cho cốt của Tây A, chuyến bay đặc biệt này còn có 4 hũ cho của người Việt, cũng không may gặp nạn ở Nhật trong tháng 7 và tháng 8. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, Nha Trang, cho cốt của TA được một chuyến xe thiện nguyện vượt 1.400 km để đưa em về với quê hương, với cha mẹ. Suốt trên quãng đường dài, nhóm tài xế đã thay nhau cầm lái ngày đêm với mong muốn đưa TA về với vòng tay cha mẹ một cách nhanh nhất. Bởi các anh hiểu rằng cha mẹ người thân của em ở quê nhà Hải Phòng đang mong ngóng em từng ngày. Đến khoảng 2 giờ ngày 17 tháng 8, cho cốt của TA đã được trở về với quê hương đất mẹ. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chuyến xe thiện nguyện không thể đưa em về tới tận nhà mà chỉ có thể dừng tại chốt kiểm soát dịch ngay đầu địa phận thành phố Hải Phòng. Tại đây người thân của TA cũng đã đợi sẵn để đưa đón em về nhà, về với quê hương. Người thân của nam thanh niên cũng phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang để tuân thủ quy định phòng chống dịch. Giây phút đón em về nhà, về với quê cha đất mẹ, người thân của TA không nén được những giọt nước mắt đau lòng mà ỏa lên khóc nức nở, liên tục gọi tên TA khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa. Sau một quãng đường dài từ đất nước Nhật xa xôi, TA đã được về với vòng tay cha mẹ, về bên những người thân yêu. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lapa, Gia Lai cho biết vừa tiến hành bắt giữ Đặng Ninh Hậu, sinh năm 1991, chú phường Sông Bờ, thị xã Ayunpa và Nay Khuôn, sinh năm 1997, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayunpa về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày mùng 10 tháng 8, Công an huyện Lapa nhận được tin báo của Công an thị xã Kim Tân về việc có đối tượng trộm cắp các viễn thông ở khu vực trung tâm huyện Lapa nên cử lực lượng công an cảnh sát hình sự phối hợp với công an xã Kim Tân khẩn trương xác minh truy tìm đối tượng. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện Hậu và Khuôn đi xe máy chở theo một chiếc bao tải tại khu vực làng Lôm, xã Kim Tân có biểu hiện khả nghi. Thấy lực lượng công an, Khuôn lập tức bỏ chạy, kiểm tra trong chiếc bao có 18 kg dây lõi đồng, 50 m dây cáp, một cơ sắt cầm tay với giá trị tài sản gần 5 triệu đồng. Tại cơ quan công an hậu quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi của mình và không khai báo về đồng bọn. Đến trưa ngày 11 tháng 8, công an huyện Lapa tiếp tục bắt khuôn khi đang lẩn trốn tại địa phương. Các đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp các biển thông của mình. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Gia Lai cũng thụ lý điều tra làm rõ vụ án Huỳnh Anh Hồng, 53 tuổi, trú tại phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku về hành vi phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia. Theo hồ sơ, giữa tháng 4 năm 2021, công ty truyền tải điện 3 phát hiện các vị trí trụ điện 2332, 2333 và 3338 thuộc đường dây 500 kV ở xã Lader, huyện La bị kẻ gian tháo trộm 12 rằng xiên ngang. Vụ việc được công ty truyền tải điện 3 trình báo Công an tỉnh Gia Lai để kịp thời vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến công trình quan trọng về an ninh quốc gia, giám đốc, Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng an ninh kinh tế nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện Lagray vào cuộc điều tra. Đến ngày 22 tháng 4, các trinh sát phòng an ninh kinh tế xác định được đối tượng gây án là Huỳnh Anh Hồng nên đã bắt giữ và tịch thu toàn bộ tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, Huỳnh Anh Hồng khai vào khoảng tháng 2 năm 2021 đã thuê nhà tại làng La Tông, xã La Đơ, huyện Zagrai để mở tiệm sửa chữa điện cơ. Trong quá trình xây dựng xưởng, đối tượng Hồng đã âm mưu lấy trộm sắt tại trụ điện đường dây 500kV. Sau khi quan sát đo và xác định được thanh ốc bu lông của các trụ điện cỡ 27mm, Hồng về nhà lấy cờ lê cỡ 24mm, mài rộng thành 27mm để vặn tháo ốc trộm ở các thanh sắt. Được biết Hồng có một tiền án về tội giết người, bị tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 18 năm tù năm 2018, chấp hành xong án phạt thì lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Mời quý vị cùng đến với các thông tin kế tiếp. Bị nhắc nhở ra đường khung giờ giới hạn, nam thanh niên đốt luôn xe máy. Xem xét dấu hiệu hình sự vụ 5 cơ sở y tế từ chối nhận bệnh nhân. Thực hư vụ Trung Quốc đột ngột dừng thông quan hàng tại cửa khẩu Tân Thanh. Lan đột biến 46 tỷ đồng ở Điện Biên, sự thật treo bờ rào, không ai mua. Tin mới nhất vụ tài xế chở hàng chục thi thể bệnh nhân Covid-19 về Bến Tre hỏa táng. bị nhắc nhở ra đường khung giờ giới hạn, nam thanh niên đốt luôn xe máy. Theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được vào sáng nay, công an phường Phú Lợi thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thanh niên bị lập biên bản vì vi phạm chỉ thị 16 đã cự cãi đốt xe máy của mình. Khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày, đội tuần tra thuộc công an phường Phú Lợi đi tuần tra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy đi ra đường nên tiến hành kiểm tra. Khi kiểm tra người này không xuất trình được giấy tờ cho phép ra ngoài trước 6 giờ sáng. Đội tuần tra đang lập biên bản thì thanh niên này cự cãi, sau đó châm lửa tự đốt xe của mình. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho tổ tuần tra không kịp ngăn cản. Chiếc xe máy bị đốt bốc cháy dữ dội bên lề đường Mỹ Phước Tân Vạn. Trước hành vi của nam thanh niên này, tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế đối tượng, đưa về trụ sở, tiến hành test nhanh Covid-19 và điều tra làm rõ. Với số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến hết ngày 31 tháng 8 đối với 3 thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu 1 và hai thị xã Bến Cát, Tân Uyên. Trong thời gian giãn cách, tiếp tục áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động của người dân trong khung giờ từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, trừ lực lượng tham gia chống dịch và những trường hợp đặc biệt khác theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 4 huyện còn lại là Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bào Bàng, Bắc Tân Uyên thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 từ 16 tháng 8 đến 22 tháng 8 và không áp dụng khung giờ hạn chế người dân ra đường. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Xem xét dấu hiệu hình sự vụ 5 cơ sở y tế từ chối nhận bệnh nhân. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang xem xét dấu hiệu hình sự vụ 5 cơ sở y tế không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, khiến một người đàn ông tử vong. Theo Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, sau khi xảy ra sự việc 5 cơ sở y tế từ chối tiếp nhận cấp cứu khiến một người đàn ông tử vong ở thành phố Di An, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã vào cuộc xác minh điều tra, làm việc với các đơn vị liên quan. Báo cáo từ cơ quan chức năng cho biết, ông n NG, 57 tuổi, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, có tiền sử bị tai biến. Vào tối 13 tháng 8, ông D được người thân đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Di An trong tình trạng nôn ói, liệt nửa người, Tuy nhiên do đang điều trị bệnh nhân Covid-19 nên Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An không nhận bệnh. Tiếp đến bệnh nhân được đưa đến phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, thành phố Dĩ An. Sau khi được khám bước đầu, bác sĩ tại đây đề nghị chuyển bệnh nhân đến bệnh viện quân đoàn 4 do phòng khám không đủ năng lực cấp cứu nhưng bệnh viện không tiếp nhận. Theo cơ quan công an, phía bệnh viện quân đoàn cho rằng thời điểm bệnh nhân D đến cấp cứu, bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhân Covid-19 mới nhập viện và đang tiến hành phun thuốc khử trùng. Vì thế bệnh viện hướng dẫn gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy người thân không đưa bệnh nhân đến bệnh viện Thủ Đức mà đến phòng khám đa khoa Nam Anh thành phố Dĩ An, sau đó bệnh nhân được đưa về phòng trọ. Đến 5 giờ sáng ngày 14 tháng 8 thì tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra đang làm việc với phòng khám đa khoa Nam Anh và các cơ sở y tế liên quan để làm rõ nguyên nhân, khi có kết quả sẽ thông báo công khai. Chúng tôi đang xác minh điều tra xem có hay không hành vi không cứu người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, theo quy định của Bộ Luật Hình sự, Đại tá Chính cho hay. Trong khi đó, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Trương thừa nhận hiện nay các cơ sở y tế trong tình trạng bị quá tải, nhân viên y tế áp lực do dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, việc từ chối cấp cứu bệnh nhân là sai quy định. Ngành y tế sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm trên tinh thần không bao che, sai đến đâu, xử đến đó. Ngành Y tế Bình Dương cũng nhận khuyết điểm xem vụ việc này là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quản lý khám chữa bệnh. Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế, trong thời gian tới, cơ quan chuyên môn sẽ công bố công khai danh sách các cơ sở y tế, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân, kể cả Bệnh viện Quân đoàn 4 và Trung tâm Y tế thành phố Di An, hai cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, cũng phải tiếp nhận các bệnh nhân khác. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thực hư vụ Trung Quốc đột ngột dừng thông quan hàng tại cửa khẩu Tân Thanh sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 liên quan đến lái xe, cơ quan chức năng cửa khẩu phía Quảng Tây, Trung Quốc tạm thời dừng hoạt động thông quan để ra soát và thống nhất với phía Lạng Sơn, Việt Nam. Vào chiều muộn ngày hôm qua xuất hiện thông tin Trung Quốc đột ngột dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Phía Trung Quốc là Pò Trài, Quảng Tây. Liên quan đến vấn đề này, ngày 17 tháng 8, Bộ Công Thương cho biết đã phối hợp với tỉnh Lạng Sơn và chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Quảng Tây xác minh thông tin nêu trên kết quả tìm hiểu tới sáng nay cho thấy không có thông báo chính thức nào từ phía trung quốc về việc dừng thông quan tại tân thanh pò trài Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, sau khi xuất hiện một số ca nhiễm COVID-19 liên quan đến lái xe đường dài, chở hàng xuất khẩu qua khu vực cửa khẩu Tân Thanh, cơ quan chức năng cửa khẩu phía Quảng Tây Trung Quốc tạm thời dừng hoạt động thông quan để ra soát lại và thống nhất với phía Lạng Sơn, Việt Nam về các biện pháp nhằm tăng cường quy trình giao nhận hàng hóa qua khu vực Tân Thanh với mục tiêu đảm bảo lưu thông thông suốt hàng hóa xuất nhập khẩu và an toàn cho công tác phòng chống dịch giữa hai bên. Chính quyền tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tích cực trao đổi với phía Quảng Tây Trung Quốc để sớm thống nhất về vấn đề này trên cơ sở nhận thức chung đạt được tại hội đàm trực tuyến vào ngày 2 tháng 8 giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bí thư khu ủy, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Lộc Tâm Xã về việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thương mại song phương trong bối cảnh dịch COVID-19. Thông tin từ phía Bộ Công Thương cho hay, trong khi đó hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu chính ngạch tại khu vực cửa khẩu hữu nghị, hữu nghị quan vẫn diễn ra bình thường lan đột biến 46 tỷ đồng ở Điện Biên, sự thật treo bờ rào không ai mua. Thưa quý vị, trước thông tin Lan Hồng Hạ Vân ở Điện Biên từng được đồn thổi với giá 46 tỷ đồng, chuyên gia cây cảnh cho rằng đây vẫn là chiều thổi giá cũ. Vào tháng 6, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về một cây lan đột biến có tên là Hồng Hạ Vân có giá 46 tỷ đồng của một gia đình người Mông tại bản Xín Sủ, xã Xá Nhè, tỉnh Điện Biên. Sau đó lại có nguồn tin cho rằng cây lan trên được một người trả với giá 3,5 tỷ đồng tuy nhiên theo thông tin mới nhất thì chủ nhân hiện đã bán cây lan đột biến này với mức giá thấp đến bất ngờ nhận định trước sự việc trên một đại gia cây cảnh cho rằng đây vẫn là chiêu thức thổi giá cũ của nhóm đối tượng lừa đảo theo bài cũ của chúng thì nhóm đối tượng lừa đảo chỉ trả giá để thổi giá lan lên cao thậm chí tạo ra những giao dịch giả để tăng độ tin cậy cho những nạn nhân những cây lan được chúng thổi giá vẫn là những cây được đưa từ nước ngoài về và có nhiều tên gọi khác nhau do chính nhóm đối tượng đặt trước việc thị trường lan gần như đóng băng không có giao dịch trong thời gian tới những đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục thổi giá lan sở dĩ họ làm vậy bởi một số đầu nậu trước đó đã thu ôm thu mua một số lượng lan nên bắt buộc họ phải thổi giá lan để bán đi nếu nhiều người tiếp tục tin vào chiêu thổi giá này của nhóm đối tượng này thì sẽ rất nguy hiểm trong trường hợp vẫn không có người mua thì họ lại chuyển sang một loại lan khác theo vị đại gia cây cảnh nhìn nhận, hiện nay lượng người bị lừa vì lan đã quá nhiều. Sau hàng loạt vụ lừa đảo dẫn đến thị trường lan giảm, thì có thể nạn nhân sập bẫy chúng tiếp theo là những người mới, không am hiểu. Bản chất kinh doanh của những vụ lừa đảo lan đột biến cũng giống như mô hình đa cấp. Hình thức kinh doanh đa cấp chưa bao giờ hết. Chỉ là họ chuyển từ trò đa cấp này sang trò đa cấp khác, chứ không dừng lại. Tin mới nhất vụ tài xế chở hàng chục thi thể bệnh nhân COVID-19 về Bến Tre hỏa táng theo thông tin mới nhất chúng tôi mới nhận được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ tài xế xe luồng xanh chở 46 thi thể từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương để hỏa táng. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết các đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ việc tài xế chở 46 thi thể, trong đó có 41 trường hợp mắc Covid-19 từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Hiện công an đang điều tra làm rõ bước đầu tài xế khai nhận 41 tử thi mắc Covid-19. Trước mắt địa phương giao cho cơ quan chức năng phun khử khuẩn, xác định những người đi cùng để tránh làm lây lan dịch bệnh, ông Tam cho biết. Theo ông Tam, tài xế lợi dụng xe tải có đăng ký luồng xanh để vận chuyển thi hài qua các chốt kiểm dịch COVID-19. Tài xế chở thi thể nhiều chuyến từ sáng ngày 15 tháng 8, nhưng đến 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, cơ quan chức năng mới phát hiện. Hiện công an đang phối hợp để điều tra, làm rõ việc tài xế vận chuyển thi hài này cụ thể ở đâu về Bến Tre. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cũng xác nhận, trước đó tỉnh chưa tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ hỏa táng tại Bến Tre các thi thể bệnh nhân Covid-19. Cùng ngày ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế Bến Tre cho biết, Ủy ban nhân dân Thành phố Bến Tre sẽ cho hỏa táng các thi thể còn lại rồi xử lý tài xế sau. Tôi cũng chưa nắm rõ thi hài này được vận chuyển cụ thể ở những đâu, thông tin người thuê, hợp đồng vận chuyển, hiện công an đang làm việc với tài xế này, ông Tán cho biết. Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm, việc tài xế dùng xe tải để chở thi thể người đến địa phương là sai nghiêm trọng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về phòng chống dịch bệnh lây nhiễm. Giả cơm điếc để tránh bị phạt vì ra đường không có lý do Công an Hà Nội lập tổ liên ngành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm chỉ thị 17. Sau 3 giờ, 6 tổ công tác liên ngành phát hiện 60 trường hợp vi phạm. Lấy lý do quên giấy đi đường, nhiều người dân ở Hà Nội xin bỏ qua khi bị xử phạt. Nhiều người quay xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội. Giả cơm điếc để tránh bị phạt vì ra đường không có lý do Khi cảnh sát 141 Hà Nội dừng xe để kiểm tra, hai người đàn ông này đã giả vờ bị cơm điếc nhằm tránh bị xử phạt vì ra đường không có lý do trong thời gian giãn cách xã hội. gì hai người đàn ông này khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra đã không xuất trình được giấy đi đường đăng ký xe bằng lái xe giả vờ cơm điếc để gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm lực lượng chức năng kiểm tra điện thoại của hai người này vẫn có cuộc gọi đến và đi cách đó chỉ 10 phút là là người, là là... đâu. người ta đang giả vờ cố tình không chịu nói chuyện. Bây giờ lực lượng chức năng hỏi nhưng không chịu trả lời. Bảo anh một lần nữa anh tên là gì? Kẻ thế. Nhưng người ta đang trả là cố tình là không nói chuyện là không làm việc. Một chiến sĩ cảnh sát cho biết, bây giờ chúng tôi đưa ra phương án đưa người và phương tiện về công an phường, sau đó yêu cầu người nhà tới để xác minh nhân thân và xử lý vi phạm. Bây giờ anh em vì phương án thôi bây giờ. Đưa về cơ phường. Họ yêu cầu người nhà đây, người nhà đâu không minh nhân thân. Sau đó hai thanh niên này đã được đưa về trụ sở công an phường để tiếp tục xử lý theo quy định. Hai người này cuối cùng đã chịu nói chuyện và chấp nhận xử phạt. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Công an Hà Nội lập tổ liên ngành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm chỉ thị 17. Tính từ 15 giờ chiều ngày 16 tháng 8, công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai 6 tổ công tác liên ngành theo mô hình 141 để kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày 16 tháng 8, triển khai 6 tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự, tiến hành kiểm soát chặt người ra đường không có lý do tại 12 quận nội thành, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Tử Liêm, Nam Tử Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, các tổ công tác hoạt động linh hoạt vừa tổ chức cắm chốt, vừa tuần tra lưu động tại các thời điểm có đông người dân lưu thông, tại những điểm nóng về giao thông, các đầu mối giao thông quan trọng để kiểm soát chặt người ra đường không có lý do. Mục đích của tổ công tác là giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan doanh nghiệp, cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích hay không, để từ đó kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp trên có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp phép ra đường không có lý do để vi phạm giãn cách xã hội. Sau 3 giờ 6 tổ công tác liên ngành phát hiện 60 trường hợp vi phạm. Chiều qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã thông tin sau 3 giờ triển khai 6 tổ công tác liên ngành kiểm soát chặt chẽ lượng người ra đường không có lý do tại 12 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 16 tháng 8 đã phát hiện nhiều trường hợp ra đường không rõ lý do, không đúng đối tượng. Cụ thể, trong thời gian trên, 6 chốt đã kiểm soát 2.169 lượt phương tiện, qua đó phát hiện 26 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, 26 trường hợp ra khỏi nhà không có lý do, 8 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, bắt đầu từ 15 giờ ngày 16 tháng 8, Công an thành phố đã triển khai 6 tổ công tác. Mỗi tổ gồm 15 thành viên thuộc các đơn vị cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát ma túy vừa tổ chức cắm chốt, vừa tuần tra lưu động tại các thời điểm có đông người dân lưu thông. Ở những điểm nóng về giao thông, các đầu mối giao thông quan trọng để kiểm soát chặt người ra đường không có lý do. Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, mục đích của tổ công tác là giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng hay không, đối tượng ra đường có đúng mục đích hay không, để từ đó kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy nếu có sai phạm lấy lý do quên giấy đi đường, nhiều người dân ở Hà Nội xin bỏ qua khi bị xử phạt. Thưa quý vị, nhiều người đi đường đã lấy lý do để quên giấy ở nhà, không mang theo để xin tổ công tác liên ngành kiểm soát bỏ qua không xử phạt. Sáng 17 tháng 8 trên tuyến đường Phạm Hùng, tổ công tác liên ngành kiểm soát lưu động của công an thành phố Hà Nội đã làm chốt chặn để kiểm tra xử phạt người ra đường không có lý do. Tổ công tác gồm 30 chiến sĩ từ phòng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an quận sở tại. Để kiểm soát chặt chẽ hơn các giấy tờ ra đường của người dân, tất cả các trường hợp đều được chụp ảnh và gửi lại công an thành phố Hà Nội để ra soát lại. Từ đó, cơ quan chức năng kịp thời xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy đi đường, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp giấy để ra đường không có lý do, vi phạm giãn cách xã hội. Bị lập biên bản vì ra đường không có lý do, anh Phạm Văn Hiếu cho biết, em là sinh viên, hôm nay ra đường để đi mua lương thực thực phẩm. Em có hỏi chủ nhà thì được biết là không được phát phiếu đi chợ. Vì là sinh viên nên em cũng không có giấy đi đường, em ở ngay gần khu vực này có ra Bixi Thăng Long mua đồ. Anh này trình bày không có khả năng nộp phạt nên xin tổ công tác linh hoạt xử lý tại chỗ. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn kiên quyết xử lý vi phạm. Trong sáng nay nhiều tài xế ra đường dù có giấy ưu tiên luồng xanh nhưng không mang giấy đi đường cũng đã bị tổ công tác kiên quyết xử lý. Một tài xế chia sẻ: "Tôi là lái xe, lâu tôi không ra đường, hôm nay mới ra nên không mang theo giấy tờ. Xe tôi là xe luồng xanh nhưng hôm nay thiếu giấy đi đường. Mọi khi là lái xe khác chạy, hôm nay tôi mới chạy nên không để ý giấy tờ." Với lý do chỉ có giấy đi đường chụp lại, người phụ nữ này đã xin tổ công tác bỏ qua cho lần này. Tuy nhiên tổ công tác vẫn xử phạt tại chỗ với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng theo quy định. Nhiều người quay xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội. Thưa quý vị, nhiều người khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội đã quay xe bỏ chạy khi gặp tổ công tác liên ngành kiểm soát người và phương tiện đi đường trong thời gian giãn cách xã hội ở Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều nay, lực lượng tổ liên ngành đồng loạt xuống đường kiểm soát chặt người và phương tiện ra đường không có lý do. Tổ công tác hoạt động linh hoạt vừa tổ chức cắm chốt vừa tuần tra lưu động tại thời điểm đông người lưu thông, điểm nóng về giao thông. Đại úy Trần Ngọc Lực, tổ trưởng tổ công tác liên ngành, phụ trách địa bàn đống đa cầu giấy cho biết, mục đích của tổ công tác là giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đúng mục đích, từ đó kịp thời xử lý nghiêm, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp phép để ra đường không có lý do, vi phạm giãn cách xã hội. Ngoài kiểm tra giấy đi đường trong thời gian thực hiện chỉ thị 16, tổ công tác còn làm nhiệm vụ đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, đại úy Trần Ngọc Lực cho biết thêm. Mỗi tổ công tác sẽ có một tổ trưởng, trong tổ gồm 4 chiến sĩ cảnh sát giao thông và thêm 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động, 2 chiến sĩ hình sự, 5 cảnh sát trật tự, một cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy sẽ làm nhiệm vụ 6 tiếng mỗi ngày chia làm 3 ca. Lực lượng liên ngành 141 tham gia kiểm tra giấy tờ người dân đi trên đường một số người khi thấy tổ liên ngành kiểm tra đã lập tức quay đầu bỏ chạy. Anh Nguyễn Đức Khải, một người dân sinh sống trên địa bàn ở ô chợ Dừa, quận Đống Đa cho biết, những ngày gần đây, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, lượng người di chuyển đông hơn so với những ngày đầu giãn cách. Vì vậy, việc triển khai tổ liên ngành kiểm soát người đi lại tôi cảm thấy rất cần thiết. Tại chốt số 7 ở quận Thanh Xuân, Hà Đông, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các trường hợp không xuất trình được giấy đi đường. Công an thành phố Hà Nội cũng yêu cầu người dân phải chấp hành nghiêm quy định. Trường hợp ra đường không nằm trong diện được phép sẽ bị các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo quy định. Những ngày vừa qua Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, đợt giãn cách này kéo dài tới 6 giờ ngày 23 tháng 8. Mặc dù thành phố yêu cầu người dân chỉ ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết, nhưng đường phố Hà Nội vẫn luôn đông đúc phương tiện di chuyển trong giờ cao điểm. Việc người dân đổ ra đường vào thời điểm dịch bệnh phức tạp dấy lên không ít lo ngại cho công tác phòng chống dịch của thành phố. Mỗi ngày, Hà Nội vẫn xuất hiện nhiều ca nhiễm ngoài cộng đồng. Nếu như chúng ta không chấp hành, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của cá nhân. Bên cạnh đó, việc ra đường rất dễ lây nhiễm bệnh, mang bầm bệnh về cho người nhà, gia đình. Quan trọng hơn nữa, dịch bệnh không thể khống chế được bởi rất nhiều trường hợp không có biểu hiện ho sốt. Người dân cứ ra đường đông như thế, không biết lúc nào mới chấm dứt được nguồn lây. Muốn cắt đứt dịch COVID-19, cần hạn chế tối đa việc ra đường. Việc này đóng vai trò hết sức quan trọng. Chính quyền, y tế có cố gắng đến mấy cũng không thể giải quyết dứt điểm được nếu tình trạng người dân vẫn ra đường còn tồn tại. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Những tin tức nóng hổi sẽ được cập nhật liên tục hàng giờ trên kênh tin tức Việt. Quý vị và các bạn hãy dành thời gian đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.